xong rồi quả này còn hai quả ống keo và bo sức thua ấy. Chạy làm sao đây anh em. Ê mẹ thằng kia nó lại chơi liệu kìa. Thôi xong rồi, xong rồi chạy ra đây nào. Bên đây mày bắn đi, bắn tao cái mẹ thứ sư nhà nó vẫn còn mạng của vậy kìa. Đừng tưởng mỗi ông quá. Thôi xong rồi, em vị trí bất lợi của em mà. Thôi xong rồi mày ra đây. Mày. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là cho các bạn coi thêm một video nữa. Và được rồi các bạn ạ, ở cái video này là mình sẽ tiếp tục làm mốt cái bộ đồ Ben 10 cho anh em coi. Thì lần trước ấy là thấy là mình mốt thử cái bộ đồ Ben 10 là thấy anh em có vẻ như là khá là thích cái bộ đồ ấy nhỉ. Thế lần này là mình quyết định là cầm cái bộ đồ này và tiếp tục leo danh anh em nhá. À bên này có bò lạc anh em ơi, vừa thấy là một thằng nó chạy trong này này. Đâu mày ra đây, mày ra đây này, úi dồi ôi. Đấy em thấy cái gì chưa? Nói chung ấy là cái kỹ năng bắn của tôi ấy là không bằng ai, nhưng mà được cái là vét báng thì không ai bằng đó. Đó thì nói chung là ngay từ lúc đầu game chúng ta đã có được cái hạng mục đầu tiên rồi, rất là đơn giản luôn. Đó bên phòng sắp này khá là nhiều đồ nhỉ. Ok đấy. Ôi nhưng mà tôi nghe tiếng chân này, hình như quay cái khu này vẫn còn một thằng nữa hay sao em ạ. Cẩn thận nhá, từ từ để qua này là tôi nhảy lên phía trên nhà để có một cái tầm nhìn nó tốt hơn nhá. Nào để tôi check thử xem nào. Ở bên trên thì vắng quá nhỉ, không thấy thằng nào. Mà nghe thấy chân nó cứ gần kiểu gì ấy, sợ vãi đái luôn em ạ. Thằng này Monoso lên đây. Hello motherfucker. Cái à, ui vừa nói cái vỡ mồm. Thôi xong rồi, mày ra đây. Đừng tưởng trốn xong kìa, làm rồi đã. Thôi xong rồi. Ui làm gì, làm gì bạn đây. Mày qua 28, 28 HP em ạ. Ui nó bên dưới này, chạy trên thật nhanh nhá. Ui luôn, ui mày qua. Mặc dù ấy là bắn không bằng thằng này, được cái là mình có cái sự nhanh nhạy, nhanh trí để chạy thẳng phía bên trên ngay khỏi bắn luôn em ạ. Ghê đấy. Không có máu chảy đấy nhá. Mình nghĩ là tầm cỡ là tí nữa hoặc là lúc sau nó sẽ lên phía trên luôn anh em ạ. Thì chúng ta nên cẩn thận nhá. Ok, phun máu luôn. Tôi nghe ngồi đây, ngồi ở đây này em ơi. Rồi ôi, thanh niên tưởng như thế nào. Tôi biết ngay là thằng nào nó cũng ở gần cái khu này mà, nhưng mà không ngờ nó là ngay phía bên ngoài luôn. Ô vãi trưởng, một thằng nữa kìa. Nó thẳng gần khu này em ơi. Cẩn thận nhá. Nào mày ra đây. Mày đâu rồi? Ui nó có lưu xoáng. Ui mày ra đây. Mày ra đây. Trời ơi. Dễ vãi luôn. Dạ ba cái trò miêu hèn cái bật này ông nghĩ tôi lạ ông quá cơ. Vớ vả vẩn mấy cái trò hôm nay tôi làm hết rồi. Nên là phản ứng tôi hơi bị nhanh ấy, hiểu không? Ok vậy là hiện tại là chúng ta đã có được cái mạng thứ 3 rồi nhá. Wow. Nghe cũng đầu game có vẻ như khá là căng ấy nhỉ. Giật lấy cái mình luôn. Cứ tưởng là bọn này nó làm gì mà là chỉ gọi là quay mình là cái tập điểm mà cứ thế mà nhằm mình mà bắn đây anh em ạ. Láo thật sự luôn đấy. Thế là phải cho bọn này thanh tẩy một cái cuộc sống mới đây. À mới đây. Mày đây một con bò lạc trước mặt kìa, chạy đâu. Ui giời ơi. Vãi trưởng luôn, cái khẩu súng này nó phê vãi trưởng luôn anh em ạ. Méo hiểu kiểu gì luôn đấy. Giờ nếu có cơ hội là chắc chắn là tôi cũng phải đổi súng liền thôi. Chứ súng này bắn có mà không khác gì là mũi đốt inox anh em ạ. Nào từ từ nhá, tôi đã dâng phía trên rồi. Mày dọn ra đây. Lo cái mặt của ông ra bắn thử tôi xem nào. Chắc chắn là đang ngồi sau cột máu. Ngồi sau cột máu đúng không bạn ơi? Nào. Ở đây. Ô vẫn còn một thằng nữa phía sau nhá. Không được. Thế chúng ta phải chạy thẳng vào trong nhà thôi. Quả đấy bom keo đã ít rồi mà bị vây gọi là cả hướng trên cả hướng dưới thì có mà chết à? Không được. Nào ra đây. Các bạn ra đây đi. Ui, tưởng các bạn thế nào chứ. À, thấy mình chạy cái lại lòi đầu ra bắn à? Mẹ cái thằng tiểu nhân bị ổi nữa. Mày tưởng mày như thế là mày ngon à? Đây rồi, ok nhá. Bên này có một bố ấm bọt này. Quả này cho chú vỡ đầu luôn. Nào, ra đây. Chả hiểu ông này nghĩ gì. Bắt đầu là thấy tôi chạy vào trong nhà cái lại bắt đầu là lọ mọ chạy vào bên trong rồi. Ok giờ nào ra đây. Sớm muộn nó cũng phải ra rồi. Ui bắt đầu cô lựu kìa. À càng nhá. Vậy là hai thằng đang công nhau anh em ạ. Phải là chờ cái thời cơ chín muồi bắt đầu là chúng ta ra bắn. Đây rồi. Cơ hội ta đây rồi. Rồi ôi ok nhá. Quá là tuyệt vời luôn. Vậy là có cái mạng hàng thứ 4 rồi. Mà mạng này không phải tốn nhiều công sức em ạ. Mạng này chạy ra vét cái là xong luôn rồi. Nhưng mà vẫn còn một thi nữa em ạ. Chúng ta phải công lên phía trên nhá. Mày ok em ạ. Mày đâu rồi? Ô, không thấy thằng nữa đâu nhỉ? Vừa nãy thấy là có hai thằng nó bắn nhau chỗ này cơ mà. Ui. À chắc là chết rồi. Vừa nãy thấy có ra thì chắc là chết rồi anh em ạ. Được rồi, chúng ta sẽ tiến xe ra cái khu vực khác nha em nhá. Ui vãi trưởng, vừa chạy xe ra cái khu này cái là chưa gì đã thấy một thằng nó chạy xe máy này. Thấy biết rồi nhá, ra đây đi bạn ơi. Ui giời ơi, núp sau cái gốc cây dừa làm cái gì? Bạn khát nước hay sao cứ phải núp sau gốc dừa. À, mày đây cô lưu à? Xem thằng nào cô lưu giỏi hơn. Ra đây, chạy đâu nắng nhỉ em ơi. Rồi ôi. Vuốt tuy là không trúng được vào đầu nhưng ít nhất là cũng trúng được một viên là ok rồi anh em ạ. Các bạn anh em biết đấy là cái khẩu tiêu liên 1-10 là không bắn được xa, nó chỉ bắn được cỡ tầm gọi là tầm gần thôi. Đấy, chứ để mà anh em cầm đi bắn tầm trung với tầm xa là rất khó để có thể là vuốt được vào đầu anh em nhá. Em nên lưu ý về đấy. Ô lại bỏ lại, bỏ là ngay. Ui solo xem thằng nào mất mạng của vẽ hơn. Ui mày ra đây. À nó chơi số gan nhá, cẩn thận nhá em ơi. Mày đây.
mày ra đây, đừng mà trốn sau cái gọi là cái màng bảo vệ của tao thế. Đừng mà chạy ạ, đừng mà chạy vào đây. Rồi ôi, vừa bắn mình đang nổ lắm cơ mà. Tưởng trình ống này sẽ thế nào, hóa ra vẫn là tép riu. Và được rồi, sau khi xử lý thằng kia xong thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên xe và chạy khỏi cái khu vực này thôi em ạ. Chứ ở quanh cái khu này cũng chả làm được cái gì đâu. Nào đi kiếm người tiếp nha. À, gì ấy, thằng nào chơi súng bắn tỉa đấy. Úi dồi ôi, nó bắn cho ba phát cái là chi gì, cái con xe nó ngoắm cục tỏi luôn rồi. À, đau bạn đấy, đừng làm mình đau. Đừng làm anh đau nha em ơi. Nào, thay đạn đã. À, ui, càng thế bạn ấy. May mà mình vẫn còn dựng một cái quả bóng keo nữa. Trời ơi, tưởng thế như thế nào. Tích quan tầm xa thằng ấy nhá. Nào, biết thằng này chơi tầm cần số căn đã. Bắn ok rồi, nhưng mà mình từ chơi tôi mà dễ như thế á. Vớ va, vớ vẩn. Cái thằng danh con bố láo ấy nữa. Đùa với ai, đùa với tôi của anh, như là đùa với bố ông ấy đấy. Đúng không? Ok nhá, vậy là hiện tại trên bản chúng ta chỉ còn là duy nhất là 3 thi đến cuối thôi là chúng ta đã có thể giành top 1 rồi. Thì bây giờ các bạn là nãy giờ là chúng ta đang núp trong nhà mãi đấy, thì chán quá tôi đây quyết định là có quyết định đấy là ra ngoài đi hóng gió, tìm kiếm vị trí của địch. Tạt đá cho bạn kìa, em thấy chưa? Hướng 210 kìa, thấy có một thằng mà kìa. Ok nhá. Đây rồi. Vậy thì quanh cái hướng này chắc là chúng ta sẽ phải chạy vào trong cái căn nhà gọi là trú tạm trong nhà thôi. Chứ gọi là cứ chạy quanh quẩn ở bên ngoài dễ bị chúng nó ăn bắn lắm anh em ạ. Sợ lắm. Đây, chạy vào trong nhà chú cái đã nhá. Sợ lắm. Ok, đùa đấy. Nào. Thằng kia nó cũng quyết định là nó có trốn sau tảng đá anh em ạ. Các bạn là cái vị trí của ông kia cũng khá là đẹp đấy chứ. Ông ấy trốn sau tảng đá đợi bo bắt đầu thu cái là ông ấy bắt đầu chạy. Tôi lạ cái méo gì đâu. Mấy cái trò này tôi làm suốt rồi. Đấy, lần này mình quyết định chuyển ra chơi lưỡi hái. Cái lưỡi hái là chạy cho nó nhanh em ạ. Mẹ thằng kia nó vẫn quyết định là nó trú ở bên trong. Ok, nếu ông thích chơi trú bên trong thì tôi cũng chơi trú bên trong luôn. Đừng tưởng cái trong cái map này chỉ có mỗi ông mà chơi theo cái kiểu chiến thuật đấy nhá. Tôi cũng chơi được nhá. Đấy, em thấy gì nhá. Thằng này không biết là cứ vài phút mình không để ý cái là thằng này nó lọ mọ chạy từ cái tảng đá ra gốc cây rồi. Mẹ tiên sử rồi nói đi. Danh con này nó chỉ đợi đi núp đi ăn mạng thôi. Bố láo thật sự luôn đấy. Thằng này mà nếu mà trung đội mình chắc hai thằng là chuyên đi núp mất. Mày ra đây này em ơi. Mày đây, chạy đâu mà nào. Úi giời, cúi xuống. Ok. À, chạy đâu cây lại. Úi giời, thấy tác dụng giảm thanh chưa? Cày thế nhỉ. Thêm một viên nữa thằng này là lên bảng tới số rồi. Chuẩn bị nó trầu trời nơi này mà tự nhiên là vẫn chạy ngược lại được. Cú thế. Không sao. Đấy, anh em thấy gì chưa? Cứ để ý trên map phát là cứ vài phút lại có một thằng nó đai rồi. Không biết nó đai của gì luôn đấy. Đó. Chứ mọi người nên thấy là hiện tại là cái vùng an toàn chúng ta đã bắt đầu thu rồi. Và cái vòng bo này nó có vẻ như là nó vẫn đang thu ở quanh cái khu vực mà mình đang đứng em ạ. Nên là cũng chả cần phải di chuyển đâu. Đó. Theo như mình thấy thì đây là một cái vị trí nó rất là lợi thế rồi. Chứ nếu bây giờ chúng ta chạy ra ngoài cái là chỉ có ngõm đây. Mẹ thiên sư cay thế nhỉ. Cái thằng nãy giờ nó đi núp nó lại cái vòng bo tiếp theo lại thủ chỗ nó. Mày cú gì vậy em. Thôi xong rồi. Mà bom keo bây giờ tôi còn 7 quả này. Là khả năng cao. Không biết là trận này tôi gỡ được hay không em. Anh em cầu trời phù hộ cho tôi cái để tôi gọi là thắp hương các cụ rồi gọi là lấy vía. Đấy anh em thấy tình hình ở quanh chỗ này nó khá là căng thẳng, không thằng nào nó dám lòi đầu ra hay là bắn một cái tiếng súng nào cả. Mặc dù là mình với thanh niên kia đã biết được cái vị trí nhau rồi nhưng mà vẫn còn một thanh niên nữa không biết là nó núp chỗ nào và bo chúng ta là còn 5 giây nữa đã bắt đầu thu rồi. Đấy bắt đầu di chuyển đấy, vừa hết bông keo cái là ông này chạy ra dựng luôn, trời căng đấy. Nào, và cái vòng bom ta đang bắt đầu thu lại rồi này. Nhưng mà vị trí thanh niên tiếp theo mình vẫn chưa thấy cơ. Sợ thế nhỉ, sợ nhất là cái lúc mà bắt đầu chúng ta đang mải vào nhau thằng kia cái. Sau lại có thằng sau nó cắn trộm mình. Khóc thật sự luôn đấy bạn. Đấy, thấy gì chứ em. Đấy biết kẹp, thằng này nó có bị núp mày đi núp à. Núp này con chó này, núp ra đi. Núp mày thì có núp vào cụi chó này con ạ. Nào mày ra đây. À, một thiên nữa kìa, ui thôi xong rồi. Giờ thì không khác gì cái bánh mì kẹp thịt đi em ạ. Mẹ tiên sử nhá, thôi xong rồi. Ok, cũng keo rồi. Nhưng quả này dựng một keo cảm giác là hơi ngu người, còn đúng 3 quả thôi. Để mình check thử xem lựu đạn. À lựu đạn có 7 quả đây. Câu tép bô luôn đây em. Dân chơi sao có sợ mưa rơi. Ok ai đâu. Mẹ mày. Mày chơi cái trò nhân tiểu nhân bị ổ như thế mà cũng chơi được. Đồ đạn né né đi. Mày ra đây. Ngu mày chết mẹ mày đi thì mày kêu cái gì. Mày đây. À chết từ bóp giá mình rồi. Thôi xong rồi. Nào bóp keo tới đâu rồi. Rồi ôi. Mẹ thiên sư cho nó những cày thế nhở. Nào. Mấy anh cứ bình tĩnh nha để em cuốn máu cho đầy cái đã. Anh thích làm gì thì làm. Xong rồi, quả này còn 2 quả ống keo và bon sắp thu rồi. Chạy làm sao đây anh em. Ê, mẹ thực kia lại chơi liệu kìa. Thôi xong rồi. Xong rồi, chạy. Ra đây.
Nào, bên đây mày bắn đi. Bắn đi, bắn tao cái em mẹ thứ sư giờ nó vẫn còn mạng của vậy cả. Nhưng đừng tưởng mỗi ông quá thôi xong rồi. Em vị trí bất lợi của em mà thôi xong rồi. Mày đây. Vãi trường tôi xong rồi, mất mẹ nó top rồi. Cày vãi đái ra luôn. Mẹ thằng nào top em, thằng nào top đấy. Ủa rồi. Mẹ cái thằng chuyên đi lúc này được top em ạ. Tiến sư giờ nó chữ bố cụ cày thế không biết nữa. Ok, vậy là nói chung là cái video này, cái trận này mình hơi đen anh ạ. Và nếu như mà anh em thấy video mình hay ấy, thì anh em đừng quên ấy, để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể ủng hộ cho mình em nhá. Còn cảm ơn em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sau.